Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Cuộc Sống Số. Thì hôm nay tiếp tục với series mua hàng trên mạng, thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái đế đỡ micro. Thì cái đế đỡ này nó dùng hầu hết cho các loại micro hiện nay, và nó rất là chắc chắn, và giá của nó thì hiện tại cũng khá là mềm rồi, dưới 100.000. Dưới 100.000 là nó đã rất là cứng rồi. Nếu các bạn mua cái loại nào muốn cứng hơn nữa thì các bạn có thể mua cao hơn. Còn theo mình thì dưới 100.000 là xài khá là ok, rất là tốt. Vậy mình sẽ khui hộp thử cho các bạn xem nha. Missing someone, and
aside from us. So để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.